này thì chỗ này thì nếu mà xem tiền quý nông như nào thì có thể là làm phần sân từ đây ra bên kia hết thì nó sẽ rất là rộng rãi. Ở chỗ này thì sẽ không có làm mà nó thành hai như này nữa, tại vì nếu mà mình làm lên như ra bên kia thì cái nước ở đây nó sẽ không có chảy được vào đây. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Nhớ trong phim trước thì cô bác anh chị cũng nói biết rồi là anh em đội thợ đã đi vào hoàn thiện cái phần ngôi nhà của bao cháu cho Cháu Lực cô bác. Đấy, thời gian video trước thì Cháu Lực đã phải nói lời chào tạm biệt là anh em đội thợ rồi cô bác. Đấy, hôm nay thì lán của anh em đội thợ thì vừa rồi thì anh em cũng đã rửa xong cái phần bạt rồi, bây giờ thì anh em sẽ đi vào rửa hết tất cả ở chỗ này để mà thu gọn cái phần sân này. Xong là Cháu Lực sẽ đi vào và đổ cái phần sân nằm một chút cô bác. Bây giờ thì tất cả ngôi nhà ở trong ngõ ngách thì đã hoàn thiện hết rồi cô bác nhé. Và bây giờ Cháu Lực sẽ đưa cô bác anh chị đi tham quan một vòng và tổng thể một lần nữa. Nào, xử ra đây nào. Xe còn xử thì để đây luôn à? Để đây luôn rồi đúng không? Đấy, ở đây thì cái phần sân nuôi này thì đã đổ được một chút rồi cô bác ạ. Và cái phần mái hiên thì cũng đã ốp quạch xong một cái rồi. Có thể là bây giờ trong cái nhà mới còn bụi bậm một chút cô bác. Thì khi mà anh em đội thợ đi vào đo một cái cửa một cái, rồi Lực sẽ đi vào và dọn hết cô bác. Đấy, phải nói là ở trong phòng khi mà làm nhà xong thì rất là rộng luôn. Ở đây là cái phòng ngủ đến đầu tiên đúng không? Phòng ngủ này thì Lực sẽ làm một cái cửa sổ thôi. Chỉ vì muốn chọn ngủ ở phòng nào? Phòng bên này à? Thế là anh em mới chọn được phòng bên này đúng không? Và đây là cái phòng ngủ thứ hai các bác. Cái phòng ngủ này thì tôi cũng nghe ra ý kiến của mấy thương quân là thiết kế hai cửa sổ, một cái cửa sổ phần bên hông này các bác. Và hôm qua thì anh em đã chọn cơ khí thì cũng đã vào lo cửa đó được rồi. Độ tầm vài hôm nữa thôi thì sẽ hoàn thiện xong tất tật là ngôi nhà của bác cháu, thì sẽ tiến hành vào sơn các bác. Bây giờ thì hiện tại là cháu được cho tường nó khô một chút đi thì cháu được máy tính nào là sơn được các bác. Có những cái chỗ thì nó còn là bị ướt rồi. Để đây là nó bị ướt ra trong lúc mà mình trộn xi vừa nó lại với nhau quá. Và bây giờ thì cháu được các bác đang tham quan cái phòng bếp một chút các bác nhé. Ở trên này thì hiện tại là cái cây này cháu được đang để cũng là mấy anh em ăn cơm tối ấy, thì cháu được mắc một cái cây ở đây các bác. Cây này thì mấy anh cháu thích xé gỡ đi chứ để tránh trường hợp mà cháu được không nói lên thì các bác lại nghĩ là ông nó trông là xấu quá. Có thể là bây giờ ngôi nhà chưa có để đồ đạc quá thì nó sẽ hơi va một chút nói chuyện đấy. Trang đây là trang của anh em thợ hay là như nào ấy? Vâng. Anh em thợ à? Vâng. À, thế là anh em thợ chưa lấy đúng không? Vâng. Đây là bây giờ bà anh chị đi vào phòng phòng bếp một chút để bố bác này. À, cái phòng bếp này thì bà An Phạm cũng có nói cho Đức là muốn mua một cái bếp, một cái bàn ăn ở đây đúng không? Thì giáo Đức cũng đã nói với bà rồi, nếu mà mình mua một cái bếp ăn ở đây thì nó sẽ nó hơi chật một chút, cho nên là Cháu Lực cũng đã bảo bà và không có mua ở bên đó nữa. Ở đây thì thay vì vào đó thì sẽ mua một cái bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này thì bà đã
bảo là cháu Lực mua rồi và cháu Lực mua thêm là cái bàn thế này thì cũng được, là khi mà cháu Lực nói với bà ấy, thì bà cũng lắng nghe theo ý kiến của cháu Lực là không có mua thêm một cái bàn nữa đâu. Ở đây thì cháu Lực lựa chọn là cái bếp ở khu này của bác ạ, bếp cái bếp mà bếp ga thì lại thêm cái rửa, thêm cái rửa bát ở bên này. Nếu mà cháu Lực lựa chọn là cái này làm của bác này, làm ở bên này vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ hơi bị vướng một chút, nó nhìn ngôi nhà hơi đẹp đấy các bác, thì cháu Lực sẽ lựa chọn ra là gần cửa sổ luôn. Còn ở trên này thì mấy nữa xem là xem tiền quý nhà bác cháu còn dư như thế nào, cháu Lực mới biết là lắp thêm một cái chạm để bát ở đây. Nếu mà dư nhiều cháu Lực sẽ làm một cái chạm để bát mà nó bằng gần cánh cửa có tủ, còn không dư nhiều thì sẽ đi mua cái chạm inox về để bắn vào đây thì làm được rồi. Còn cái phần là cửa bên này của bác ấy, phải nói là trong thời gian qua thì cháu Lực cũng được là bà Vương Kim Thanh có vẽ được cái bản vẽ cho Lực cái bản vẽ, và bà cũng không phải vẽ cho Lực, mà khi mà cháu Lực đưa ra bản vẽ thì được bà Vương Kim Thanh là đưa cho ý kiến cho Lực, bảo là muốn mình mỉm một cái phần cửa ra bên hông này thì nó sẽ tiện hơn. Trước kia thì cháu Lực mình để ra bên này các bác này, đấy, để ra bên này thì nhìn nó lại hơi không được ưng cho lắm, cho nên là lựa chọn ra bên kia thì cũng được là hai bạn cháu trong mặt nhất cũng được tất cả khán giả đưa chung một ý kiến như vậy. Thì bây giờ thì cánh cửa đi ra đã là phần bên kia rồi, phải nói là khi mà làm xong thì nếu mà bây giờ mình bịt ở chỗ này vào này, mình để một cái bàn ở đây là cái bàn bàn ga, xong rồi cái chỗ rửa bát đây thì nhìn nó cũng hơi ấy một chút cho các bác ạ. Ở đây thì còn bây giờ hiện tại nó chưa vào khô máy nên là mấy anh em chưa thể gỡ được, đợi tầm 2-3 ngày nữa cho nó khô hoàn toàn rồi thì cháu Lực sẽ gỡ vào, tại vì là mình đổ bê tông cho nên là nó phải cần độ chắc của bê tông ăn vào với nhau lắm thì cháu Lực sẽ gỡ sâu các bác ạ. Đây ở cái chỗ này thì khá là rộng các bác nhá, chỗ này thì gọi là mình để đồ bên đây xong rồi mình đi qua vào nhà vệ sinh thì nó cũng thoải mái. Còn hiện tại thì phần này trong nhà thì cháu Lực vẫn chưa thể là đi ra đường nước được. Đây, trong anh nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng rộng rãi các bác ạ. Ở đây thì gạch ốp tường thì cháu Lực lựa chọn là cái màu trắng sứa một chút. Còn cái gạch ở dưới này thì cháu Lực lựa chọn là nó hơi kiểu giả đá các bác. Cái gạch này thì nó sẽ nhô lên các bác nhá. Nó nhô lên một chút này thì nó sẽ không có bị trơn. Bây giờ cái bồn rửa tay thì các anh chưa thể vào lắp cho Lực được, ngày mai thì các anh sẽ đi vào lắp sau các bác, khi mà mấy anh em lên một lần nữa, còn một số cho hoàn thiện thì các anh sẽ phải lên thêm một lần nữa các bác. Còn cái bếp củi thì hiện tại là bác cháu cũng để thêm một cái kiểng đây rồi. Đấy, vào trên thì hiện tại là cháu Lực vẫn chưa có dỡ cái phần lắp bê tông ra này các bác này. Đấy, phải có nhiều cô bác chưa có được là cháu Lực để cái phần ống khói như thế nào các bác ạ. Đấy, hiện tại thì các anh đang đổ lại ở đây là đổ bê tông, và trong đó thì cháu Lực vấn đề ra là ống khói nó thoát ra bên ngoài khá là nhiều các bác nhé. Thế còn cái phần pro này thì cháu Lực lập những cái chỗ nào mà nó bị hở thì cháu Lực cũng đã bịt xi ra hết rồi, cho nên ra là rất là yên tâm là không có bị nó bị giọt rồi. Còn là cái phần cánh bên sau này thì hiện tại là cái sọt đá hoàn thiện cho cháu Lực nhiều nha cô bác nhé. Cái nguồn bên này thì vẫn còn chảy, nhưng mà cái nguồn bên kia thì là không có chảy nữa đâu cô bác ạ, đã ngừng chảy rồi. Sau này thì chỗ này thì nếu mà xem tiền quý nông như nào thì có thể là làm phần sân từ đây ra bên kia hết thì nó sẽ rất là rộng rãi. Đấy, còn ở cái rãnh như này các bác này thì các anh phần dày của nó thì nó cũng rất là dày các bác. Ở chỗ này thì sẽ không có làm mà nó thành hai như này nữa, tại vì nếu mà mình làm lên như ra bên kia thì cái nước ở đây nó sẽ không có chảy được vào đây, cho nên là đây thì các anh thợ là làm đến cái phần này đi thôi, và xong ở đây thì tạo thành rãnh hết rồi các bác. Ngày mai thì thử ạ, ra đây bảo. Ngày mai thì lúc mà anh chưa đến nơi ấy, thì là chủ động cái công việc là mình dầm cho nó xuống lên cho để cho nó để cho nó không có bị nhô lên nhô xuống nhé, cho nó bằng nhau đi. Đấy, rắn sau thì các anh cũng đã làm xong hết rồi các bác nhé.
phải từ bên kia sang. Bây giờ thì mấy anh em sẽ phải đi hoàn thiện thêm một cái công việc mà có cái phần lá đi ra đó. Và cái ô thoáng của bác, cái ô thoáng thì các anh cũng tất cả các ô thoáng là các anh chắp mịn mà hết cho cháu Lực hết rồi. Đấy, có thể là những cái thức phim mà cháu Lực đang tải lên thì có cái chỗ nào chưa có được hoàn thiện thì có ba anh chị cũng đang nhắc nhở cháu Lực. Và sau đó thì khi mà hoàn thiện hết thì cũng đã làm hết xong rồi các bác. Bây giờ thì anh em mình gỡ hết tất cả cái này ra nhé, tận dụng lại cái này vấn đề làm củi, xong là mình có thể là mình trả lại phần sân và làm cái này bên kia sang. Đấy, những cái vật, những cái vật liệu nào còn dư thì sẽ nhặt để lại các bác, để sau này bao cháu có thể là dùng cái dùng buộc cái gì các bác. Ở đây thì vật liệu không có còn dư là bao nhiêu các cả, chỉ là mấy những cái thanh thép ly này thôi. Ở đây thì tất cả các vật liệu, ở đây tất cả vật liệu khi mà được các anh là tận dụng lại rất là hợp lý, cho nên là nó sẽ không bị dư nhiều. Tại vì cháu Lực lấy vào thì nó chỉ dư ra một ít thôi. Ví dụ như gạch viết mọi cái này thì cháu Lực lấy dư ra một chút để không tránh cái trường hợp mà nó bị thiếu thì là mình lại lấy lên nó rất là khó. Gỡ được chưa? Đấy, cái lúc làm thì làm thì nó rất là chắc chắn, nhưng mà bây giờ thì lúc mà gỡ ra các bác, gỡ mãi không được. Phần trên trước. Cái này thì tí buộc lại để làm củi nhá. Cái nào mình vứt ra đây thì mình vứt ở đây. Cây làm lá này cô bác này còn chưa kịp khô này, thì bây giờ đã phải dọn đi rồi. Ui, cái gì đấy? Mày nói là ngôi nhà của ba ông cháu thì được hoàn thiện thì được rất là nhanh các bác này. Bây giờ thì nếu mà tường nó còn khi mà anh em mang thợ lên đấy, lúc mà anh em thợ bảo là sơn được thì mới tiến hành vào sơn được các bác. Nếu bây giờ mà tường nó còn nát thì mình sơn thì nó sẽ bị sau này nó sẽ bị bung cái phần sơn đấy nha, chứ không có được chắc chắn đấy. Sử đâu cứ để đây luôn à? Xuống á. Cái này là nó sợ mất đúng không? Sao ở đâu nhỉ? Đi kia sang à?
chưa rồi đấy. Đấy nhá, tìm là em Hải đi đâu rồi Sử? Con trâu ở dưới kia. Con trâu ở dưới kia. Ừ. Thời tiết là mấy hôm nay thì vẫn còn là nắng rất là đẹp quá này. Xem là cái chỗ nào mà còn những cái vỏ bao tải ấy, thì là tận dụng lại đốt đi hết nhé Sử nhá. Cứ để là nó mưa là nó không. Để nó mưa là nó bị mình đúng mà mình dọn dẹp nó không đốt được đâu. Chặt phết nhờ. Nhà của ba ông cháu thì độ tầm là hơn một tuần đâu các bác. Tất cả mọi cái sẽ đi vào hoàn thiện là có thể là đến ngày tân gia được đấy. Sử tân gia thì định mời được tầm bao nhiêu mâm? Không biết đấy. Mấy anh em chở cát đấy. Mấy anh em chở cát thì không nên thiếu ai đâu nhá. Hay mặc dù là mình thuê người ta làm nhưng mà khi mà người ta làm thì cũng rất là nhiệt tình. Cái quãng đường mà từ bên kia sang thì phải nói là chở rất là vất vả các bác ạ. Mới ngày nào mà anh em mới bắt đầu là lấy vật liệu luôn lên thôi. Ở đến thời điểm hiện tại thì đã có thể là phải nói là cái công sức mà khi mà bỏ ra thì cái thành quả như vậy thì rất là vui các bác ạ. Thế rồi thì bỏ lên ra hết đi.
là đấy buộc lại không? Hả? Thả đây. Thử cái thất của mấy em sợ được không anh? Con này tối chỉ có ngủ trên này không? Không á? Nhưng mà không ngủ trên này không sợ ai về về mình ném đá vào trong à? Đây là không có xuống. Đây để thằng nữa chúng ta nhé. Ông thì cũng lên đây được quá. Đây kìa. Bạn là giang. Ồ, bạn ấy ở đây lên. Bên kia sang này có bác này thì phải nói là một khoảng sân mà rất là rộng đấy. Ở phần dưới chân nó thì khi mà mấy anh em vừa đào thì cũng đã vừa kè đá lên hết rồi các bác nhé. Phải nói là tôi cũng công nhận được rằng là bà con là dân tộc Mông ở trên vùng cao của bác này có một cái kỹ thuật mà kè đá không được xi rất là chắc chắn các bác.
Bây giờ bỏ hết quỷ này đi xuống dưới kia thôi nhỉ? Vâng. Cái phân cột này này. Để ngày mai anh em mình sẽ tiếp tục là vào thêm vào những cái điện khác để cho nó hoàn thiện ngôi nhà. À, bao giờ xong hết thì thôi nhá. Một được khí rất là khỏe các bác ạ. Anh ta xấu lên thì nó cũng không có là đây ô. Đây ô. Ủa đấy nào. Đấy à, ra ra cắt cắt cái kia à. Xong rồi tí nó phát rơi xuống à. Được không? Bây giờ thì khá nhiều củi nhà sử nhờ. Đây là sử dụng để làm củi đi ăn. Đấy cũng rất là tốt rồi các bác này. Cái tên nào ấy, cái gì cả này này. Thế này khuyến vẫn mở rồi chứ nó. Không ai này khuyến không? Ừ. Thế nào? Ừ. Thế luôn, nhớ tù. Bước kia đây vàng ấy, một khóa tất tất níu. Ừ. Thế được khách cái ta tên nào chứ hẳn. Ừ. Ta tên nào chứ hẳn. Tắp tắp lên thôi. Ừ. Càng ở trước, thế nào? Ừ, thế là ta chỉ cần nói chứ. Tao cháu đang bàn luận thêm về vấn đề mà làm cái kè thì dưới cái lên thì phải nói là một cái khoảng sân rất là rộng của bác ạ. À, lúc đầu thì cái phần là đất cứng của nó là đến đây thôi nhá. Đến đây đi xuống dưới. Đất mượn của nó thì rơi vào tầm hơn 1 mét thôi, còn cái đất cứng của nó cũng rơi vào hơn 1 mét. Đấy, ốc này đang này, ngào với tân. Dưới đến đấy rồi nổ. Ở trong nhà thì bây giờ cũng là chưa đỉnh đồ đạc gì. Thì khá là vàng của bác ạ. Xe xử thì cất ra đây đi. Nhấc tầm 2 tấm 1 rồi nhé. Nhấc nhỏ nặng. Ui 4 tấm rồi. Ai không phải đi được.
gọi đây. Chết luôn nha. Ngày mai thì có thể là anh em sẽ vận chuyển các con này một chút, cô bác ơi. Hiện tại thì phần cắt cỏ của bác này vẫn còn dư ra khá là nhiều. Và phần này thì sau này mình có thể là mình tận dụng để đổ cái phần sân này cũng được. Đổ xong thì chắc không còn dư ra là bao nhiêu nữa cả. Đổ hết tất cả từ phía kia ra đây. Hoàn thiện nốt cái phần sân. Bây giờ thì hoàn thiện nhà xong, lắp cửa mọi cái rồi thì nó được sẽ tính lại xem là cái phần khoản chi phí của nhà bao cháu còn là dư bao nhiêu thì cháu được mấy tiến hành là tiếp tục lại mua xi lên để mà láng hoàn thiện cái phần là sân tiếp của bác. Phần liệu còn dư của bác này, những cái sắt to thì không còn dư ra bao nhiêu cả, đây thì chỉ có dư ra được một chút thôi. Sau này thì để tận dụng lại gia đình làm việc gì thì gia đình sẽ tự làm. Còn những cái gạch mọi cái thì cháu được lấy chuẩn là nó là bao nhiêu mét vuông ở trong nhà rồi, cho nên là không thể còn dư ra được bao nhiêu nữa cả cô bác ạ. Hôm nay đẹp trai không đổi nhỉ. Áo này là được nội đi xuống chợ là anh mua cho đúng không? Để đúng áo này đúng không? Còn quần thì các bác để cho mình nhỉ. Còn cái thời lượng thước phim này thì cũng khá dài rồi các bác. Tôi cũng đã chia sẻ cho tất cả các bác anh chị đã cùng biết là hiện tại ngôi nhà của ba ông cháu thì đã hoàn thiện theo như đúng cái bản vẽ của các bác. Thì cũng cùng mấy anh em thợ là cũng như lời hứa hoàn thiện xong hết tất cả mọi cái theo cái phần bản vẽ rồi. Còn có những cỗ chỗ thì còn phát sinh các bác. Đấy, mặt tiền của ba ông cháu là sẽ có ở trên này sẽ có thêm một cái chữ A nữa các bác nhé. Đấy, trên một chữ A nữa sau này thì sơn tất cả mọi cái thì nhìn cái mặt tiền nó sẽ rất là đẹp tất cả mọi cái luôn. Và như ở trên nhà của ba ông cháu thì phạt chỉ, cái phần phạt chỉ tớ lực chỉ có làm một cái phạt chỉ là chạy dọc từ bên kia sang thôi. Sử thì có biết là cái phạt chỉ không? Biết rồi. Đấy, cái còn cái phần bố mà anh kể kia, đó này là phần sơn một cái màu khác riêng biệt, đó. Một cái màu khác riêng biệt là từ bên kia sang đây. Đó, thích không? Bây giờ thì biết cái nhà của mình nó ra hình chùi chưa? Thế bây giờ thì chỉ cần việc là hoàn thiện thêm cái phần cửa thì mấy anh em sẽ đi sắm cho ba ông cháu một số vật dụng mà được các bác gửi cho. Và cũng phải nói là xin trong thời gian vừa qua thì rất là cảm ơn tất cả của ba anh chị mình thường quân đã luôn luôn tin tưởng đó lực và cũng như là kênh bạn em
kể đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng đã hoàn thiện được một cái ngôi nhà mà từ lúc mà vừa mới đào nền, đào móng đến thời điểm hiện tại thì cô bác ạ, mới đầu mà mới thời gian thôi, mới thời gian đâu đó thôi thì cháu Lực lên chia sẻ bao cháu thì phải nói là cuộc sống của bao cháu thì rất là khổ cô bác ạ. Đến thời điểm hiện tại thì mọi cái mình cũng đã vào ổn định rồi. Ở đây là các bác tạo cho các em một cái bàn đạp này, xe có này, điện thoại có này, thậm chí là các bác cũng gửi tiền cho ba ông cháu để mà có tiền mà sinh hoạt hàng tháng, đúng không? Ở đây thì được ba Phạm là điều hàng tháng là điều gửi tiền cho các em để sinh hoạt, đúng không? Không có tháng nào là không có còn dư, đúng không? Còn là như quần áo mọi cái của các em thì khi mà anh lên trao cho các em thì anh có cầm về cái nào không, hay là lúc mà trao ở phần trao đến nhà anh các em có để với nhà anh một cái áo nào không? Không à? Còn như các bác gửi quần áo cho em ấy, em thì lớn hơn rồi, mặc dù là em chỉ lên lớp 2 thôi, anh em cũng bảo em Hải là thường xuyên thay quần áo này, tắm rửa mọi cái. Bây giờ thì vào đến mùa đông rồi thì tắm sớm hơn, trước khi đi vào tắm thì mình đun nước nóng nhá, để mà tắm không là bị ốm rồi nhá. Cả em như thế thôi, em bây giờ là có thể nói là trụ cột chính trong gia đình rồi, cho nên là làm cái gì mọi cái cũng phải biết cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ thì mới làm nhá. Ở đây thì có những cái gì mà nó mà thực sự là đi quá xa hay là cái gì mà không có hiểu mấy thì có thể điện thoại cho anh, thì anh giúp được hay là anh tư vấn được thì anh sẽ tư vấn nhá. Anh coi các em như là ông là một người thân trong gia đình của anh đấy. Ở đây hôm nào thì đi xuống nhà anh chơi thì cũng đã biết gia đình nhà anh là như thế nào, đúng không? Cũng chẳng khá giả gì bao nhiêu cả. Ở đây thì anh làm kênh YouTube này không phải là một mình anh giúp các em cả, anh chỉ là người mà giúp các em là chia sẻ những cuộc sống hàng ngày của các em lên, cũng như là cái niềm vui nỗi buồn của các em lên, thì được cô bác anh chị tất cả khán giả trên kênh của anh là theo dõi em, nhìn nhận em thay đổi như thế nào từ trước đến giờ. Anh ở đây thì các bác không mong sao là sau này sẽ khi mà hoàn thiện ngôi nhà của em xong thì em sẽ báo đáp công ơn của các bác cho các bác thứ này thứ nọ hay thế kia, điều ấy thì các bác không có mong chờ em nhé. Các bác chỉ có mong chờ một điều duy nhất, đấy là làm sao mà các em sống tốt đi, tốt lên nhá. Còn cái video này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ, chắc là chúng tôi cùng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị, cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.